Ok, chào tất cả các bạn. Lâu không review mấy, hôm nay mình sẽ review cái mẫu này. Cái mẫu này thì mình đặt giùm cho em trai. Cái mẫu này thì Thiên Bác 2020. Mẫu này là E14. Con này thiết kế khá là xịn. Mẫu này sử dụng cực kỳ là nhanh, là siêu tốc nha mọi người. Ok, chip con này là tương đương chip i7, nhưng mà về đồ họa thì nó sẽ vượt mà nhanh hơn chip i7 về xử lý đồ họa. Con này thì chip Ryzen, xung nhịp của nó là 2.4, 6 CPU-S. Bàn phím của Thiên Bác thì khỏi chê rồi. Con này thì về thiết kế tổng thể thì rất là tuyệt vời. Cái mẫu Thiên Bác bây giờ thì nó làm cái vỏ nhựa magie trơn chứ không có làm nhám đối với cái model này. Phần nút nguồn thì cũng nằm ở đây, còn phần bàn phím thì cái trên cái dòng đầu thì nó bo vuông, còn dưới đây thì nó vẫn là cái lối truyền thống của Thiên Bác. Tút bác cũng vậy, vẫn giữ nguyên. Con này thì nó có thêm trackball chỗ này. Ok, dòng này sử dụng khá là thích nha mọi người. Logo Thiên Bác nằm góc này. Ngoài ra thì cái cụm camera thì nó thiết kế theo kiểu giống như là ID Bác chỗ này. Nó có cái phần gạt mở để đóng camera bảo mật. Ngoài ra thì đây, phía sau lưng thì mình sẽ giới thiệu mọi người nhìn thấy cái chữ Lenovo, nó làm bằng nhôm giác, nó ép trong chỗ này, và ngang góc này thì sẽ là cái chữ Thiên Bắc đóng logo màu đỏ có đèn chỗ này. Ok, con này sử dụng thoải mái, gập mở một tay được. Cái kiểu này bán lề, và phần chỗ này là phần tản nhiệt của cái máy. Những cái mẫu thiết kế 2020 bây giờ thì hầu như là tản nhiệt nó sẽ nằm một cái dải như thế này. Con này thì vẫn dùng cái jack Type-C, khá là tiện lợi. Máy thì cực kỳ siêu mỏng. Đây, hai cổng USB, HDMI, cổng Type-C, cổng phone. Ok, con này khá là nhẹ nha mọi người, chưa đầy 1,4 kg. Con này thì RAM có thể nâng cấp lên 16 GB. Hiện tại thì những cái mẫu như thế này thì nó gắn ổ cứng MVE. Con này thì 8 GB SD 256, Ryzen 5 4500U, card của nó card 4 GB. Ok, tổng thể thì cái máy căn bản như vậy. Máy thì cái độ nét sáng cao, xử lý đồ họa tốt, có khả năng chơi những cái mẫu game nặng như là PUBG hoặc FIFA. Đối với những bạn học tập hoặc là chỉnh sửa đồ họa, 14 inch khá là mỏng gọn nhẹ và dường như là sắp tràn viền chỗ này. Ngoài ra thì cái tấm nền này nó có hỗ trợ cảm ứng. Mọi người nếu mà có muốn sử dụng cảm ứng thì cũng có sẽ là lắp màn hình cảm ứng này. Còn về cái bàn phím thì bàn phím của Thiên Bác thì khỏi chê rồi. Còn về loa, loa của nghe nhạc của cái máy này rất là ấm. Ngoài ra cái mẫu này thì mẫu này 2020 mình nhập về á thì hàng này còn bảo hành tới 2022 nha các bạn. Ngày đây hạn bảo hành này 18 tháng 1 2022 đây. Ok, đối với những bạn là không cày game chuyên nghiệp mà về để là check in học tập hoặc là thiết kế đồ họa vừa, con này vẫn là chơi game nặng được thoải mái vô tư. Đối với những con mà i7, i5, i7 đời 2020, 2021 mà của dòng Intel á, giờ card graphic 620 á, thì không thể mà chơi game nặng PUBG hoặc FIFA. Nhưng mà những cái mẫu như thế này thì cũng có thể là đã đáp ứng được cái nhu cầu về giải trí nhẹ nhàng, và những cái game đó thỉnh thoảng mình vẫn chơi được. Đó.
Còn chơi game liên minh thì nó chạy mượt mà thôi. Đại khái là những cái dòng này dòng doanh nhân cao cấp. Đối với những mẫu thiết kế như thế này, cái dòng của X1 Carbon á cũng khá là đắt tiền. Nhưng mà để mà chọn thì mình chọn cái dòng này tầm trung là cũng rất là ok. Hiện tại thì cái máy này trên giá thị trường là 880 đô. Đó, nếu mà giá mình giá niêm yết thì khoảng 10 măng mấy đấy trên trang chủ. Ok, mình sẽ sang hàng rẻ order dùm các bạn hàng giá sale. Bạn nào có nhu cầu về tư vấn về máy hoặc là về cách sử dụng hoặc là trong cái khả năng mình sẽ đáp ứng giới thiệu cho hỗ trợ cho các bạn. Và ngoài ra là cài đặt nâng cấp cho các máy cho các bạn. Ngoài ra thì những cái dòng như game hoặc là thiết kế đồ họa hoặc là dành cho coder hoặc là dành cho học tập thì có đầy đủ tất cả các mẫu có thể order cho các bạn với cái giá mềm phải chăng để các bạn học tập. Rồi ok, về đánh giá qua giá tổng thể của chiếc máy của con ThinkPad thì nó ThinkPad trước giờ nó chỉ có một màu đen căn bản. Nếu bạn nào đã dùng rồi thích thì yêu thích về cái màu đen, về độ bền của chiếc máy. Đó. Nên là bạn nào tiên dùng thì sử dụng ThinkPad. ThinkPad thì ít có cái dòng gắn cột card đồ họa rồi, những cái dòng T 560, 570 hoặc là E560 thì mới gắn card đồ họa rồi, mà hầu như là dòng của AMD. Còn lại là GTX 940MX. Còn những cái dòng bây giờ thì chưa, những cái dòng bây giờ thì dòng Precision, cái dòng Workstation mới gắn những con Quattro. Còn lại là bây giờ dòng ThinkPad đã liên kết với nhà AMD nên là sẽ sản xuất ra những con máy có card đồ họa trong, chạy rất là ok, mượt mà cho các bạn nha. Máy xử lý rất là nhanh, khởi động trong vòng 5 giây. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Bạn nào có nhu cầu về máy thì liên lạc nhé. Rồi ok, chào tất cả các bạn.